Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái trò chơi game Sokoban. Cái game này nó rất là hay. Nó cũng giúp cho luyện tập cái tư duy cho các bạn trong cái ngành lập trình. Ok, rồi, chúng ta bắt đầu coi sao nha. Khi mà các bạn vô trong Google á, mình Google cái chữ Sokoban, mình sẽ thấy được nó dịch ra nè, cái này là tiếng Nhật gì đó, là warehouse keeper, tức là giống như là người mình giữ cái warehouse gì đó, tức là nhà kho rồi đó. Thì cái mục đích là nó đẩy những cái hộp hay là những cái thùng hàng vào cái vị trí mà nó quy định sẵn đó. Ví dụ như cái này nè đó, thì các bạn có thể đôi khi cái tựa mình không quen cái trò chơi, nhưng mà khi mình nhìn hình này các bạn thấy không, có một cái thằng nhỏ đó, nó đẩy những cái thùng hàng này vô mấy cái chỗ mà nó có quy định trước. Khi mà nó hoàn thành á thì là coi như là mình đã thắng được cái bàn này, thấy không? Ok, hôm nay mình chỉ demo cho các bạn xem cái game này nó ra làm sao nha. Ví dụ mình chạy nè, đó thì theo như quy định của mình nó là cái trò chơi này mình phải làm giống như nhiều hơn 30 cột, nhiều hơn 30 hàng. Còn cái cột thì càng lớn càng tốt, tùy theo cái màn hình, không? Dĩ nhiên mình cũng có thể tùy chỉnh ở đây nè. Ví dụ như mình chạy mà nếu mà nó nhỏ quá, mình chỉnh layout lại nè, nhỏ lại. Ví dụ như mấy cái font nhỏ nè, cái font 18, ví dụ thì các bạn thấy đó, nó nhỏ như vậy thì mình chỉnh thêm cái cột, nó rất là nhiều, không? Trăm năm mấy cột, nhiều cột nó càng tốt thì mình thấy nó bự hơn thôi. Ok, rồi thế cần chạy lại coi. Bây giờ nó nhỏ sẵn rồi. Bây giờ đó, bây giờ mình quy định nó lớn lên để cho mình dễ thấy ha. Ok, rồi. Thì cái chương trình này viết bằng cái ngôn ngữ C++. Ok, thì Sokoban nè. Thì đây là cái trò chơi được ưa chuộng của Nhật Bản, không? Ý tưởng là như nãy mình mới giải thích, là nó đẩy những cái thùng hàng ở trong nhà kho đó theo đúng cái chỗ quy định. Thì mình cũng làm vài cái thư viện thôi chứ không có nhiều. Mình cũng dùng cái My Windows bữa trước đó, đại khái như vậy. Rồi, ví dụ như các bạn bấm phím bất kỳ ha. Đó, nó chạy, nó có một cái bàn ha. Một cái bàn mình có, ví dụ như mình coi cái menu phía dưới là chữ C là gì, chữ H là gì, chữ N là gì. Ví dụ như cái đó là mình quy định ha, của cái tác giả làm ra cái bàn đó, rồi cái level của họ, không? Rồi ví dụ như mình bấm xem chú thích, bấm chữ C nè, thì các bạn thấy chữ B này là người chơi, không? Nếu mà chị người chơi mà nằm trong ngay cái ô điểm tới á, cái điểm đích á là nó hiện màu xanh cho mình biết ở phía dưới chân của cái người chơi là cái điểm mà người ta quy định. Ok, những cái màu này thì những cái bức tường, còn những dấu hỏi là những cái điểm tới. Còn khi mình đẩy được cái thùng hàng vô ngay trong cái ô điểm tới này thì nó biến thành ba cái đồng tiền màu xanh đó, để cho mình biết vậy đó. Còn cái hộp vàng thì nó bằng chữ tiền, đó không? Còn cái đường đi là mấy cái chấm chấm. Ok, đó, đại khái nó là như vậy. Ok, rồi ví dụ như mình muốn ngẫu nhiên thì chữ N, không? N để ra ngẫu nhiên đó. Thì một cái trong cái dữ liệu nó có rất là nhiều, mà mấy trăm cái bàn này lận. Ok, thì mình chơi chắc không hết đâu. Ví dụ như mình muốn xem cái cách chơi thì mình bấm chữ H. Nói ví dụ vậy thì nó hiện lên, không? Mình bấm mấy cái mũi tên để di chuyển, không? Cái luật là mình chỉ đẩy một cái khối vuông đi tới thôi, không có kéo lùi là được. Ok, rồi đó là quy định chung của một cái game Sokoban này. Rồi thí dụ như mình demo ha, mình bấm cái nút qua trái và phải nè, cái người mình đi nè, không? Đó, ví dụ ngay cái chỗ cái thùng hàng đó là mình bấm qua trái nữa, nó sẽ đẩy cái thùng hàng đi nè, đó, không? Nó đẩy hết được rồi, một thùng hàng thôi, hai thùng đẩy không nổi, không? Đó, ví dụ như vậy. Ok, ví dụ như mình đẩy qua nè, đó, không? Ok, rồi ví dụ như mình cái này mình đâu có chạy đâu, mình chạy lên đây được nè, mình chui lên nè, đúng không? Rồi ví dụ như mình đẩy xuống nè, đẩy cái thùng hàng đi nè, đó, đẩy nè, cái thùng hàng nó nằm ở trong cái ô mà điểm tới thì nó hiện màu xanh cho mình biết. Thì mình đẩy làm sao đó, miễn sao mà những cái thùng hàng màu vàng này nó nằm vô ô dấu hỏi này nó ra màu xanh hết, là coi như mình thắng được cái level này. Ok, hay biết không?
Rồi, cái ngôn ngữ để viết cái game này là ở trong C++. Ok, vậy chơi chơi bạn thử coi sao nha. Rồi. À thì cũng như mấy cái video trước á, là thí dụ như cái này mình muốn exit thì mình bấm chữ X ha. Thí dụ như chữ X. Rồi ok, nó bye bye, đại khái như vậy. Để theo mình thiết kế làm sao đó mình làm, không? Mình dựa vào cái My Windows thư viện đó đó. Ok, giờ mình chạy lại nè ha. Nhấn nè ha. Giờ thí dụ như cái level này ha, các bạn muốn bỏ ba cái thùng. Hai cái thùng vàng này vô hai cái chỗ cái ô mà có dấu chấm hỏi nha. Ví dụ như mình đi đây. Mình đẩy qua đây ha. Đẩy lên đây. Chuẩn bị nha, vô đó, chúc mừng bạn đó, đại khái cái level 116 mình đã làm xong, thấy không? Đại khái cái ý tưởng của cái trò chơi này nó là như vậy. Rồi mình chỉ có giống như mình lập trình cái engine thôi, tức là mình cái cách chơi thôi, còn những cái bàn cái level này á là do nhiều cái tác giả người ta nghĩ ra, thấy không? Người ta nghĩ ra rồi mình làm. Cái trò chơi này nó không có chơi tự động, thấy không? Nếu mà mình từ từ mai mốt mà mình siêng thì mình làm tự động, giống như là cho cái thằng người này nè, nó chạy, người này nó tự chạy sao nó đẩy lại tìm theo kết quả. Thật sự có nhiều bài nó rất là khó, có bài đôi khi mình suy nghĩ nó rất là khó thì mình níu tùm lum hết trơn đó. Đó thì mình đi càng nhiều đó, mình níu càng nhiều đó thì mình lập trình càng càng tốt. Ví dụ như các bạn đã đẩy vô cái ngõ cụt nè thì bây giờ nó đứng luôn rồi, bây giờ nó không kéo ra được, không? Mình nói thí dụ như vậy. Đó, đại khái như mình đi, chị mình lỡ tay mình đi vậy là mình chịu thua, không? Đó, hoặc là hai cái này nó kế nhau gì mình không đẩy được nữa nè, thấy không? Mình đẩy không có đẩy đâu được, hai cục nó nặng quá, không? Giống như trong một nhà kho vậy, mình chỉ có đẩy được mỗi một thùng vậy thôi. Rồi, giả dụ mình coi help, đó, nhấn phím bất kỳ cách chơi là mình nhấn C thì nó hiện lên chú thích là cái gì, không? Đóng lại, reload một cái game, không? X để exit. Rồi. X để exit. Ok. Rồi, xong. Phan. Rồi, để mình nói thí dụ như các bạn muốn giống như là mình giải quyết được rất là nhiều bạn á thì chắc là không nổi đâu, nó cả tỷ bạn. Thí dụ mình lại cái website này thì trong đây nó có mỗi cái level, các bạn thấy không? Nó có đôi khi có thằng tới mấy trăm bàn lận, không? Đó, ví dụ như cái tác giả nè, cái tác giả này họ ngồi họ chế ra mấy trăm bàn luôn, không? Thì nhiều lắm, mình làm có hết đâu, giống như mình làm một mớ thôi, nhưng mà cái game này nó rất là hay. Mình có thể viết giống như trong web app nè, hoặc là mình viết chạy trong phone nè, đại khái nó là như vậy. Ok, rồi. Ok, tóm lại là cái chương trình Sokoban của mình là viết là mình sẽ load lên những cái dữ liệu của tác giả người ta làm, rồi mình dựa vào đó rồi mình cứ chơi thôi, tùy theo cái dữ liệu của người ta có cái gì thì mình cứ chạy thôi. Cái engine của mình là chỉ mình làm chỉ giống như cái máy để chạy thôi, chứ cứ còn chứ còn mình không phải là mình chế ra những cái level đó. Ok, rồi, nếu các bạn mà hứng thú thì muốn hướng dẫn cái cách làm này thì cho biết nha. Còn không thôi thì để kiếm cái trò khác rồi hướng dẫn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.